Và buổi tối ngày hôm nay chúng ta được chìm đắm trong không gian âm nhạc, được đến với những nốt nhạc lời ca. Còn bây giờ là một phần biểu diễn khá là đặc biệt. Quý vị sẽ cảm nhận được rằng các bé tại vùng miền thôn quê của chúng ta đã được bố mẹ yêu thương, dành cả cuộc đời này cho các con, hướng đến cho các con những sân chơi nghệ thuật. Và để rồi các con lớn lên trong cái tình yêu thương đó, phát triển năng khiếu của mình. Ngay bây giờ trên sân khấu sẽ là một biểu diễn thời trang đến từ câu lạc bộ Người Mẫu Nhí của cô giáo Vân Anh. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng đón xem phần biểu diễn này. Kính thưa quý vị, chúng ta đang được chiêm ngắm một bộ sưu tập thời trang rất hiện đại, rất trẻ trung với phần biểu diễn của dàn Người Mẫu Nhí, Người Mẫu Linh Đan và Người Mẫu Yến Nhi. Với những bước cắt quát rất là điêu luyện và chuyên nghiệp, thể hiện sự trẻ trung năng động, những bộ trang phục rất là phù hợp với xu thế thời trang năm 2020, dành tặng cho các bé thiên thần tình yêu của chúng ta. Quý vị hãy cổ vũ cho các bé một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Trang phục rất là năng động, trẻ trung, đang được tất cả các bạn trẻ yêu thích. Đó chính là phong cách quần jean áo phông, giày thể thao, rất là sành điệu ạ. Và đây rồi, chúng ta đang cùng được đón xem những bước đi khát quát của siêu mẫu Nhí Yến Nhi. Trang phục rất là thoải mái, rất là năng động. Các bé có thể vui chơi cùng bạn bè, gia đình ở những chuyến du lịch picnic. Sáng. Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng được chiêm ngắm phần cắt quát đến từ siêu mẫu Nhí Thảo My, áo quần siêu mẫu Nhí nhân tài đất Việt Nhí năm 2020. Với một chiều cao khá là lý tưởng và trong tương lai, hứa hẹn rằng Thảo My sẽ còn phát triển chiều cao hơn nữa. Với một phong cách rất là chuyên nghiệp, một phần biểu diễn khá là lạnh lùng, đại diện cho thế hệ người mẫu tương lai ạ. À.
xin mời quý vị sẽ cùng đến với những siêu mẫu nhí của chúng tôi đang có mặt trên sân khấu ạ. Phần biểu diễn của siêu mẫu nhí Như Nguyệt. Xong suốt chương trình của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đã thấy những điệu nhảy khá là sexy, điêu luyện của người mẫu nhí Như Nguyệt. Và bây giờ chúng ta đang cùng chiêm ngắm một phong cách trẻ trung, đúng với lứa tuổi, một bộ thời trang năng động, giúp cho các bé của chúng ta sẽ thoải mái hoạt động ở trường, hoạt động vui chơi bên gia đình bạn bè của mình ạ. Quý vị thân mến, xuất hiện trên sân khấu chính là top 3 nhân tài đất Việt nhí, siêu mẫu Ngọc Anh. Ngọc Anh không chỉ có tài ca hát, nhảy múa, Ngọc Anh còn đàn organ rất là siêu. Và thể hiện tài năng MC của mình cũng khá là chuyên nghiệp. Với những tố chất nghệ thuật, Ngọc Anh sẽ còn tiến xa hơn nữa và tỏa sáng trên sân khấu khắp mọi miền quê hương đất nước. Với siêu mẫu Như Nguyệt đã dành cho chúng ta một phần biểu diễn khá là trọn vẹn ạ. Váy dạ hội màu đỏ thức thao uyển chuyển đang hiện diện trên sân khấu với phần biểu diễn cắt gót rất là tự tin, đến từ dàn siêu mẫu nhí vừa đặt giải trong cuộc thi nhân tài đất Việt nhí đã trở về để cùng chúc mừng sự kiện khai trương Tí Cà Phê, kết nối và giao lưu tất cả quý vị cô chú các anh chị và các bạn có mặt trong buổi tối ngày hôm nay trong một không gian và một thời tiết quá là tuyệt vời. Trọng của gia đình, bố mẹ hãy lựa chọn cho các con của mình với những bộ trang phục xã hội bắt mắt, sang trọng, quý phái, lịch sự nhưng không kém phần hồn nhiên, nhí nhảnh và dễ thương. Công chúa màu hồng đang xuất hiện trên sân khấu ạ. Yêu màu hồng, ghét sự giả dối, hãy đến với em. Đến với Tí Cà Phê, chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống sẽ mang màu hồng đến cho tất cả mọi người.
màu sắc mà được tất cả các bé gái yêu thích, đó chính là màu hồng. Màu rất là nhẹ nhàng, màu tượng trưng cho sự dịu dàng, thức tha của phái đẹp. Công chúa màu hồng đang dẫn bước cho quý vị bước vào trong lâu đài thiên đường của màu sắc tối đêm nay. Siêu mẫu nhí Sa Hân, á quân của Got Talent năm 2019 với một giải thưởng rất xứng đáng, gương mặt khả ái. Sân khấu xin là nữ hoàng đêm nay, á quân nhân tài đất Việt nhí Thảo Bê. Ngón tay điêu luyện, nhạc công Quang Trinh cũng chính là cánh chim đầu đàn của sân đầu tư tài chính Market Option. Chúng ta đang chìm đắm vào những bộ sưu tập váy dạ hội của dàn siêu mẫu nhí, câu lạc bộ ươm mầm tài năng của cô giáo Vân Anh. Trên sân khấu là những bước đi với một bộ trang phục, phần thể hiện của siêu mẫu nhí Ngọc Anh. Chúng ta đang cùng được chuẩn bị chào đón Trung Thu. Và đây cũng chính là nhân vật mà chúng ta mong muốn được đón gặp, đó chính là chị Hằng Nga, Ngọc Anh. Anh có việc quan họ với em không? Về với em, câu hát quan họ lắng đọng bao nhiêu nghĩa tình. Quê hương quan họ chào đón anh với những không hát giao duyên, phân biểu diễn trang phục với sự thể hiện của người mẫu nhí Như Nguyệt. Trang phục đến từ phần biểu diễn thời trang của các siêu mẫu nhí đang hiện diện trước mắt tất cả chúng ta trên sân khấu lung linh của buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp xin một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chúc mừng, cảm ơn dàn siêu mẫu nhí của chúng ta. Thank you.
giai điệu rất là điêu luyện, chuyên nghiệp, rất ngọt ngào của nhạc công Quang Trinh, cánh chim đầu đàn của sân tài chính Market Ocean. Cảm ơn tất cả các siêu mẫu nhí ạ. Chúc cho các con sẽ tỏa sáng nhiều hơn nữa trong tương lai.